tất tần tật về Huỳnh Thị Thanh Thủy, tân hoa hậu Việt Nam 2022. 19 năm chưa yêu ai, mê làm hoa hậu từ nhỏ. Từ cô gái bị chê lưng gù não ngắn đến loạt thành tích nhan sắc ấn tượng. Chúc mừng thí sinh mang số báo danh 005 Huỳnh Thị Thanh Thủy đã chính thức trở thành tân hoa hậu Việt Nam 2022. Ngay sau khi trở thành tân hoa hậu Việt Nam 2022, tất tần tật thông tin của Huỳnh Thị Thanh Thủy đã bị dân tình săm soi kỹ lưỡng. Được biết, cô sinh năm 2003, hiện là sinh viên trường Đại học Đà Nẵng chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Trình độ học vấn của Thanh Thủy quả thực không phải dạng vừa khi có thể nói được nhiều thứ tiếng như Anh, Hàn. Mỹ nhân Gen Z từng xuất sắc giành học bổng đầu vào đại học và cũng là một trong 36 sinh viên có cơ hội được trao đổi sinh viên ở Ubon Ratchathani University, Thái Lan. Thanh Thủy sở hữu sắc vóc nổi bật với chiều cao 1m76 và có số đo 3 vòng 80, 63, 94. Xinh đẹp, giỏi giang là vậy, nhưng mấy ai ngờ Thanh Thủy từng bị chê bai ngoại hình khá nhiều thời còn đi học. Tân hoa hậu tiết lộ với truyền thông, khi đi học cô thường bị bạn bè xa lánh chỉ vì quá gầy, da ngăm và lưng gù, thậm chí còn bị đánh giá là chân dài não ngắn, khiến một thời gian dài Thanh Thủy chìm trong tự ti. Nhưng cũng nhờ những lời nhận xét kém duyên đó mà người đẹp ngày càng nỗ lực để rèn luyện vẻ ngoài và phát triển bản thân. Cô nàng mê tập gym, cầu lông, bơi lội và bổ sung nhiều tài lẻ hay ho khác như ca hát, múa, gấp origami. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2022, Thanh Thủy đã là một cô gái tràn đầy tự tin và cho thấy nguồn năng lượng tích cực. Tuy tỏa sáng trên sân khấu là thế, nhưng Thanh Thủy qua lời kể của gia đình lại là một cô gái ngoan ngoãn và vô tư. Mẹ của nàng hậu tiết lộ, suốt 20 năm nay cô nàng vẫn chưa có mối tình nào. Người đẹp chỉ lo học là chính và cũng rất ít khi đi chơi. Khi là sinh viên, Thanh Thủy cũng chủ động đi làm thêm để phục vụ chi tiêu của bản thân, chứ không quá phụ thuộc vào ba mẹ. Nói về con gái trước truyền thông, ba của Thanh Thủy tràn đầy niềm tự hào. Ông cho hay, nhà có hai chị em gái. Tôi không biết Thủy gương mẫu thế nào, nhưng em gái rất tự hào về Thủy, xem chị như một thần tượng. Ba mẹ người đẹp còn tiết lộ, từ ngày bé Thanh Thủy đã nuôi ước mơ trở thành hoa hậu. Tuy nhiên, khi biết cô nàng có mặt trong chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022, cả nhà vẫn đều không nghĩ đứa con gái hiền lành của mình sẽ có thể giành được vương miện. Dù có chiến thắng thuyết phục nhưng Thanh Thủy vẫn không tránh được những lời đồn vô căn cứ. Một số khán giả còn nhận định rằng gia đình người đẹp đã mua giải để con thành hoa hậu. Đáp trả điều này, ba Thanh Thủy bình tĩnh cho hay, tôi là kỹ sư điện, vợ ở nhà nội trợ, buôn bán nhỏ lẻ. Gia đình tôi không có điều kiện thì lấy đâu ra tiền mua giải cho con. Chúng tôi không bận tâm những lời bàn tán tiêu cực. Tôi quan niệm mỗi người mỗi ý, không thể thay đổi suy nghĩ của mọi người. Thực chất sự việc thế nào, chúng tôi biết là đủ. Nói về bản thân, Thanh Thủy cho biết mình là người hướng ngoại. Cô lựa chọn ngành ngoại ngữ để theo đuổi, học tập vì cho rằng đó là lựa chọn tốt để phát triển sự nghiệp và cống hiến cho ngành du lịch ở Đà Nẵng. Ước mơ của Thanh Thủy rất đơn giản, cô chỉ muốn đạt được thành công từ chính đam mê, sở thích về nghệ thuật của bản thân. Từng là nạn nhân của hành vi miệt thị, Thanh Thủy rất quan tâm đến vấn đề bạo lực mạng. Trước khi giành vương miện, cô đã đặt mục tiêu trở thành người truyền cảm hứng với thông điệp. Khuyết điểm hay lợi thế từ vạch xuất phát chưa chắc đã là yếu tố quan trọng nhất, vì sự quyết tâm và kiên trì mới mang bạn đến thành công. Có thể thấy, từ nhan sắc, trình độ cho đến những kinh nghiệm, Thanh Thủy đều đã tích lũy đầy đủ và chiếc vương miện đến với cô là vô cùng xứng đáng. Thành quả hôm nay của người đẹp chắc chắn đã khiến cho những người từng chê bai cô nàng phải hối hận quay xe.